Xin chào các bạn, cô giáo Trang Elena từ Idealo English đây. Và ngày hôm nay, cô sẽ khiến cho các bạn có một cái năng lượng và động lực để học tiếng Anh mạnh mẽ hơn rất nhiều vì những lý do nhất định học tiếng Anh như sau. Lý do số 1, đó là tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều đất nước mà nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức nhất. Trong số 197 quốc gia thì có tới 67 quốc gia là chọn tiếng Anh là ngôn ngữ nói hàng ngày chính thức, và có 27 quốc gia khác là tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai. Và có nghĩa là hơn 100 đất nước trên thế giới đã nói tiếng Anh hàng ngày rồi. Tổng cộng là khoảng 1,5 tỷ người, và có thêm 1 tỷ người khác hàng ngày vẫn đang học tiếng Anh như đất nước Việt Nam chúng ta. Có nghĩa là nếu bạn cứ ra đường thì cứ khoảng 3 đến 4 người sẽ có một người biết nói tiếng Anh. Cho nên nếu như bạn lạc ở một cái hang cùng ngõ hẻm ở một cái vùng đất xa xôi nào đó không có tên trên bản đồ thì bạn vẫn có thể tìm được đường về nhà chỉ với tiếng Anh thôi. Lý do số 2, đó là tiếng Anh sẽ mang đến cho các bạn những cái cơ hội mà bạn không thể nào có thể tưởng tượng được. Nếu như bạn đang là sinh viên và bạn biết tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể xin được những cái học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn một vài tuần hoặc là một vài tháng hoàn toàn miễn phí đến các nước khác, ví dụ như là Anh, Mỹ, Úc hay thậm chí là sang các nước như châu Á như là Thái Lan hay là Singapore các thứ. Hay nếu như tiếng Anh của bạn tốt hơn nữa, bạn có thể xin những học bổng học đại học, học thạc sĩ hoặc là học tiến sĩ ở nước ngoài. Còn nếu như bạn ở Việt Nam và muốn đi làm thêm thì những cái công việc mà cần có tiếng Anh sẽ có lương ít nhất là gấp 2 cho đến gấp 3 lần so với những người khác. Và có một điều nữa, đó là ở nơi làm việc của bạn có thể chỉ có một mình bạn biết tiếng Anh thôi, và những công việc nào mà nó liên quan đến tiếng Anh với lương cao thì luôn luôn được dành cho bạn, chắc chắn là sẽ ngầu lắm đấy. Còn nếu bạn là người đi làm thì theo Bộ Lao động và Thương binh Xã hội thì bạn sẽ có cơ hội kiếm được công việc cao hơn hẳn so với những người khác, và đồng thời lương trung bình của những người dùng tiếng Anh thì cũng sẽ cao hơn người bình thường 2 cho đến 3 lần. Đấy là còn chưa kể đến việc các bạn sẽ có những cơ hội để đi công tác nước ngoài hay là đi được tặng những cái chuyến du lịch nước ngoài khi mà bạn làm việc bằng tiếng Anh. Lý do thứ ba, đó là với tiếng Anh các bạn sẽ gây được ấn tượng với người khác tốt hơn rất là nhiều. Các bạn thử post một cái clip 30 giây của mình nói tiếng Anh trên Facebook và xem, chắc chắn lượt like và comment sẽ tăng lên đột biến. Điển hình đó là các bạn học viên của IELTS, thỉnh thoảng các bạn sẽ có bài tập post video nói tiếng Anh lên trang Facebook cá nhân của mình, và gần như là tất cả những cái video đấy đều nhận được hàng trăm like hay là hàng trăm comment, trong khi bình thường các bài của các bạn chỉ lèo tèo vài tương tác. Mặc dù là các bạn nên nói tiếng Anh chưa thực sự là hoàn hảo lắm, nhưng luôn luôn nhận được những cái mắc chữ A, mùm chữ O của tất cả những người bạn bè của bạn đấy. Và nếu như bạn là một người đi làm, khi mà mình đi phỏng vấn tuyển dụng đúng không? Nếu như là bạn là một nhà tuyển dụng thì giữa hai người có trình độ tương đương nhau, bạn sẽ chọn một người có tiếng Anh hay là không có tiếng Anh? Chắc chắn là người có tiếng Anh sẽ ghi điểm cao hơn và sẽ có cái cơ hội được vào nhiều hơn rất nhiều so với ứng viên kia đúng không? Dù tới bất cứ nơi đâu thì bạn cũng sẽ luôn luôn là một ngôi sao nếu bạn có tiếng Anh hơn người. Ví dụ như khi cô giới thiệu trước một đám đông cô biết tiếng Anh và cô là một huấn luyện viên tiếng Anh, thì cái điều đó cũng luôn luôn là một cái ấn tượng tốt đẹp đầu tiên đối với những người khác. Lý do thứ tư, đó là các bạn có thể tiếp cận với tri thức thế giới với tốc độ ánh sáng bằng tiếng Anh. 55% website trên toàn thế giới là bằng tiếng Anh. Cho nên nếu như các bạn search bất cứ thứ gì bằng tiếng Việt mà rất ít kết quả thì hãy search bằng tiếng Anh. Tất cả những xu hướng trên thế giới về trang điểm này, về thời trang này, hay là về bóng đá, hay về công nghệ, hay là về các kiến thức chuyên ngành, hay là về tiếng Anh thì đều được cập nhật mới nhất bằng tiếng Anh. Cho nên nếu như các bạn đợi đến lúc để mình có thể đọc được bài dịch bằng tiếng Việt ấy, thì có thể nó đã sai nghĩa đi rất là nhiều, hoặc là nó đã bị lỗi thời mất khoảng vài tháng hoặc là vài năm, thậm chí là vài chục năm rồi. Cho nên nếu như mình muốn dẫn đầu xu thế và muốn hơn những người khác về kiến thức thì hãy search bằng tiếng Anh, hãy học tiếng Anh đi nhá. Lý do thứ năm, đây là lý do cũng không nhiều người biết lắm đâu, đó là học ngôn ngữ sẽ giúp bạn trở nên thông minh hơn. Những nghiên cứu của các nhà khoa học thì đã cho thấy rằng là việc học một ngoại ngữ sẽ giúp cho các bạn tăng khả năng ghi nhớ, khả năng tập trung, khả năng xử lý thông tin
và cái khả năng giao tiếp tốt hơn. Cho nên những người nào mà có thể giao tiếp được bằng hai ngôn ngữ trở lên thì sẽ có trí nhớ tốt hơn này, họ sẽ tư duy một cách rộng mở và linh hoạt hơn những người khác rất là nhiều. Cho nên ai muốn chỉ số IQ tăng lên thì hãy học và hành thật là nhiều tiếng Anh nhé. Và lý do thứ 6, lý do cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là tiếng Anh là một thử thách xứng đáng và thú vị dành cho các bạn để theo đuổi. Các bạn đã bao giờ tự hào về chính bản thân mình vì mình đã học hành tập trung, đam mê cuồng nhiệt một thứ gì đó để mình trở nên thành tựu rực rỡ vì cái đó chưa? Nếu chưa thì tiếng Anh là xứng đáng là một cái thử thách dành cho bạn. Hãy chọn nó, hãy học nó một cách tập trung và hãy đạt thành tựu. Chắc chắn bạn sẽ trở nên rất là tự hào về bản thân và có một cái để kể lại cho bạn bè, người thân, kể lại cho con cháu của mình sau này. Chúc các bạn có một niềm đam mê cuồng nhiệt về tiếng Anh để có thể chinh phục được nó sớm nhất. Và nếu như các bạn có bất cứ khó khăn gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ với đội ngũ của iYOLO để được hỗ trợ nhiệt tình nhé. Và đừng quên like và subscribe cái video này để có thể nhận được nhiều video hơn nữa trong tương lai. Goodbye and see you next time.